Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi gọi ngay MangoTour 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Người nhà công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website canướngdaigiòn.com. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan đến các cuộc biểu tình hiện nay đã tập trung tại thành phố Chicago khi Đại hội Đảng Dân Chủ diễn ra trong ngày hôm nay và kéo dài đến thứ năm này. Khác với các cuộc biểu tình trước đây, phần lớn họ nói rằng nhiều nguyên nhân khiến dẫn đến cuộc biểu tình này bao gồm đòi hỏi thêm quyền của người phụ nữ, tiếp tục đặt trọng tâm về vấn đề phá thai, về vấn đề biến đổi môi sinh, mà họ nói rằng chính quyền của ông Biden và Đảng Dân Chủ vẫn chưa làm đủ để giảm những cái vấn đề liên quan tới môi sinh, vấn đề di dân. Thế nhưng những người biểu tình đó họ tập trung về vấn đề ủng hộ cho người Hồi giáo. Vì thế rất đông những người đại diện từ các cộng đồng người Hồi giáo trên khắp nước Mỹ tề tự về thành phố Chicago vào sáng ngày hôm nay. Hiện nay chưa biết được cuộc biểu tình sẽ kéo gần đến bao nhiêu tại trung tâm Đại hội Đảng Dân Chủ ở trung tâm thành phố Chicago. Một lần nữa, cảnh sát ghi nhận là họ đã chuẩn bị đầy đủ tư thế để tránh xảy ra những xung đột không may xảy ra. Lẽ đương nhiên, cuộc biểu tình này không có nghĩa là mức ủng hộ cho Đảng Dân Chủ giảm xuống. Nhưng mà những người biểu tình trong số này, phát ngôn viên đại diện, họ nói rằng họ muốn có tiếng nói để tiếp tục tạo áp lực không những riêng với Đảng Dân Chủ và kể cả Đảng Cộng Hòa. Bất cứ ai, các nhà lãnh đạo chính trị nào cũng nên quan tâm đến vấn đề người Hồi giáo Palestine bị Do Thái tấn công và cũng như không đi đến một thỏa hiệp ngừng bắn. Và cũng trong tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập thêm về nỗ lực ngồi xuống bàn đàm phán giữa Hamas và chính quyền của Netanyahu Do Thái. Và quay về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây bà công tố viên ở tại San Francisco bây giờ bị báo chí phát hiện là bà đã giống như là ưu ái thuê một người bạn thân của mình vào giữ một cái chức vụ gọi là chánh văn phòng của văn phòng công tố viên, mà cái người bạn này thứ nhất không có bằng cấp tương ứng với cái vị trí đảm nhận, và cái người bạn của bà sau khi vào làm đó thì giống như ăn gian vào làm một lần, làm 2-3 cái công việc để rồi tất cả những cái công việc mà của chánh văn phòng không có làm đúng theo cái chức trách của mình. Thì đây là hình ảnh của bà công tố viên San Francisco, bà Brooke Jenkins thưa quý vị, và đây là hình ảnh của người bạn được bà mà mướn vào. Bà người bạn này tên là Monifa Willis. Thì bây giờ theo như báo chí mà họ chỉ nhận được tin sau khi mà có một người từng là nhân viên của cái văn phòng của bà công tố viên đó, họ vì bất mãn suốt nhiều một thời gian dài đã than phiền lên cấp trên không được, rồi cuối cùng họ mới leak cái tin tức này ra cho báo chí. Thì phía báo chí họ nhận được tin, họ biết được đó là cái bà Willis này thật sự ra chỉ là một giáo sư của một cái trường học địa phương, bà giảng dạy về cái mảng y khoa thưa quý vị. Thế nhưng vào cuối năm 2021, đầu năm 2022 thì bà được bà Brooke Jenkins này thuê vào giữ cái vị trí là chánh văn phòng. Và sau khi vào chánh văn phòng rồi đó thì 6 tháng sau, bà Monifa Willis này được lãnh đạo luôn một cái division, họ gọi là Victim Services Division ở tại khu vực San Francisco. Thì giữ cái chức chánh văn phòng đó là được trả cái mức lương 300.000 một năm. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là bà Willis này, bà vẫn còn tiếp tục dạy, vẫn làm giáo sư cho cái trường đại học, cho nên cùng một lúc bà giữ hai cái việc làm thì bà lãnh cái mức lương là hơn 400.000 một năm. Thế nhưng từ ở đây mới xảy ra vấn đề. Thứ nhất,
ở San Francisco suốt hơn 70 năm qua không có một người chánh văn phòng nào giữ cái chức này mà không có bằng criminal justice hay là có cái bằng liên quan đến luật pháp thôi quý vị. Cho nên chính vì bà này vừa không có kiến thức mà bà vừa không có thời gian nữa. Các nhân viên cấp dưới cho biết là tại vì bà vẫn còn làm professor giáo sư ở cái trường học, cho nên trong cái giờ 8 tiếng làm việc chánh văn phòng đó, bà ngồi bà dạy online, cho nên những cái chuyện mà bà không làm xong đó thì đến khi mà bị deadline chậm trễ thì bà quay ra bà khiển trách những cái người nhân viên cấp dưới. Và cái chuyện này nó kéo dài trong suốt gần 2 năm qua kể từ khi bà nhận cái chức này, thì một số nhân viên họ chịu không nổi áp lực làm việc trong cái môi trường như vậy, cho nên họ nhiều lần than phiền nhưng mà không được giải quyết và họ đã nghỉ việc. Và sau khi nghỉ việc thì họ báo cho báo chí biết. Thì sau khi mà bị báo chí chất vấn đó, thì cái bà Brooke Jenkins này, bà không trả lời được cái câu hỏi mà báo chí đặt ra là cái chức vụ chánh văn phòng đó yêu cầu là phải có kinh nghiệm quản lý trong môi trường xã hội pháp lý hoặc là từng làm việc cho những cái tổ hợp luật sư. Vậy thì bà Willis không hề có cái kinh nghiệm cũng như không có bằng cấp làm việc trong môi trường criminal justice, tại sao được mướn? Thì cái phía văn phòng của bà Jenkins không trả lời được, thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ 13 và ngày mai là bước sang đúng 2 tuần lễ khi lực lượng bộ binh của Ukraine và bao gồm lực lượng đặc nhiệm của Ukraine tấn công vào tỉnh Kursk sát biên giới phía bắc gần thủ đô Kyiv của Ukraine. Và hậu quả sáng ngày hôm nay phía Nga xác định là ngay cả chiếc cầu thứ 3, những cái cầu này nối liền đi vào cái khu vực Kursk, một cái ở Kharkiv, một cái ở Vanoy và một chiếc cầu ở Lushkovo. Vào hôm cuối tuần thì đã có những cái từ hôm thứ sáu đó là chiếc cầu quan trọng nhất đã bị tấn công sập bằng hỏa tiễn của Hoa Kỳ cung cấp vân vân. Sau đó thì thêm chiếc cầu thứ hai và ngày hôm nay phía Ukraine ghi nhận họ sẽ tiếp tục đánh sập tất cả cái cầu. Điều này có nghĩa là lực lượng Ukraine có thể sẽ không tiến xa hơn, bởi vì họ không thể sử dụng những chiếc cầu này cho xe tăng đi ngang qua. Ngược lại đó, hôm nay là gần tới ngày thứ 14 trong cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, mà cho đến giờ phút này thì chưa thấy Nga có những cái nỗ lực nào để tìm cách tấn công phòng vệ lấy lại khu vực này. Một phần, thưa quý vị, để mà chuyển quân á, thì có hai hướng. Một hướng là phía Bắc, thì đó là những cái tin tức từ tuần rồi, thì Nga sẽ đưa quân. Nhưng mà bây giờ đó, lực lượng đặc biệt và trong đó những cái lính tinh nhuệ của Nga đó, thì lại tập trung quá nhiều ở cái sườn vùng Donbass, Donetsk, tức là những tỉnh họ đã lấy, bây giờ họ muốn đánh sâu thêm nữa. Thì quân Ukraine một mặt đó là đánh ở vùng Kursk, nhưng một mặt đó cũng phải bảo vệ cái sườn phía tây của Nga hoặc là phía đông của Ukraine. Và vì thế đó, nó phân tán, ngay cả lực lượng Ukraine cũng phải phân tán. Bây giờ Nga muốn chuyển quân đến vùng Kursk này để tìm cách đánh bật quân Ukraine ra không đơn giản. Cũng phải mất nhiều ngày từ Donetsk mà lên được tới đây đó, thưa quý vị, cả một vài ngàn cây số, mấy ngàn cây số luôn. Trong khi từ vùng Kursk này đi về hướng Bắc mà có thể gần tới Moscow luôn. Thì đây là tình hình, mặc dù không có những cái tin tức mà xác nhận, nhưng mà đó cũng có thể sẽ là cái chiều hướng. Bởi vì trong những ngày qua đó, lực lượng của Ukraine đã tấn công vào các nhà máy chứa dầu. Đến sáng ngày hôm nay, một cái khu vực nhà máy chứa dầu cũng tiếp tục bốc cháy. Trên 100.000 người dân ở vùng Kursk này, vì lý do mà đánh sập những cái chiếc cầu này đó, và cái vùng Kursk nó khá rộng hơn nữa, cho nên một phần chúng ta thấy là tiến chiếm được cũng gần 100 dặm vuông của khu vực Kursk. Nhưng mà điều này không có nghĩa là quân Ukraine sẽ chiếm vùng này lâu dài. Sáng ngày hôm nay thì vị tướng ông chỉ nói một cách rất là mập mờ thôi. Có 3 mục tiêu chính.
Thứ nhất là phân tán lực lượng của Nga ở vùng Donetsk để giúp cho cái lực lượng tiền tuyến của Ukraine dễ thở hơn một chút, bởi vì họ chịu áp lực quá nhiều và thậm chí còn lo sợ là cái khu vực mà một số các làng mạc của cái vùng Donetsk này mà quân Nga có thể tiến xa hơn nữa đó, có thể bị thất thủ. Đó là lý do họ nói mục tiêu đầu tiên là giảm bớt cái gánh nặng của lực lượng Ukraine ở đây. Thứ hai đó, mục tiêu thứ hai là có thể đưa Nga tới vấn đề bàn đàm phán, bởi vì lãnh thổ của Nga bị ảnh hưởng. Và điểm thứ ba đó là cho thấy thế giới thấy đó, nỗ lực của Ukraine muốn phân tán và cho thấy được cái quyền lực của Nga rất là yếu kém trong cái trường hợp này. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo.